Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Mấy bên em cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều quá anh chị em. Thời gian qua quá anh chị em luôn theo dõi kênh điện máy của em ha. Cũng như là ủng hộ mấy bên em nha. Thì hôm nay em quay cho quá anh chị em tham khảo cái động cơ Isaki. Con này là E3CD. Con này bê tông 87 ly quá anh chị em ha. Con này bê tông 87 ly 3 máy nha. Đó. Con này nó tầm khoảng cỡ từ 30 đến 35 ngựa mấy chị em đó. Cô bác anh chị em có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ giùm em nha đó. Đấy, con máy này quá chị nhìn thấy ha, bô lửa ốc tán cá kiểu còn rất là càng ha. Ừ. Máy khá đẹp quá chị em. Chất lượng máy này 85% quá chị em ha. 85%. Đó. Thì cô bác anh chị em có nhu cầu sử dụng thì alo giùm em. Ừ. Giá của nó cũng 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 rất là hợp quá chị em. Giá cả thì nó hợp theo chất lượng của máy ha. Con này thì nó không ship vào cái dạng mà xuất sắc ha quá chị em. Con này là khá máy, máy đẹp. Chất lượng 85%. Đó. Cho nên giá cả nó sẽ phù hợp theo cái chất lượng của máy. Máy nào cũng vậy hết. Chất lượng tới đâu thì tiền đến đâu máy chất lượng đến đó. Đó. Thì để em đem máy nổ xong rồi em sẽ báo giá cho các em xem nha. Máy đi con. Kỳ đã quá nha. Đấy, máy rất là đã luôn. Cái điện thì không cần phải bàn cãi gì chất lượng quá chị em ha. Đó. Trên lắp láp nó hơi bị chốc nước sơn quá chị em, phai mờ tới 5 tháng nha. Còn hai bên hông rất đẹp, hai bên hông rất đẹp, bơm bọng như đầy đủ hết đó. Cô bác chị em có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ giùm em nha. Động cơ này giá mười mấy triệu quá chị em, giá mười mấy triệu rồi. Em cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn cô bác chị em đã theo dõi thời gian qua cũng như là xem video cũng như là mua máy ủng hộ bên em nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo nha.